Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Tinh linh đất nặng. Để sao đất nặng của anh lại ở chỗ của em vậy? Em thấy anh không có nhà nên mượn về chơi. Chẳng lẽ em không biết dùng đồ người cần mượn rõ, nếu không hỏi tức là trộm sao? Không hỏi mà tự ý lấy chính là kẻ trộm. Em không phải sau này không chơi đất nặng của anh nữa, em mới không phải là kẻ trộm. Hiểu à, con có biết đạo lý cùng khuyên thiện cùng lập đức không? Dạ con biết, nếu như bạn bè phạm lỗi thì nhất định phải chỉ ra. Như vậy mọi người á mới có thể cùng nhau tiến bộ. Khuyên người hướng thiện là đúng, nhưng nếu phương pháp khuyên nhủ không đúng thì sẽ làm tổn thương tình cảm của đệ, ngược lại không đạt được mục đích mà con muốn giúp em ấy. Nội ơi, con hiểu rồi. Lời con nói với đệ quá nặng nề, con sẽ đi xin lỗi em ấy. Mình nặng một con dê dễ thương cho đệ vậy. Hiếu, em có nhìn thấy hộp đất nặng anh bỏ trên bàn không? Hả? Hộp đất nặng đó là của anh sao? Em không có. Kỳ lạ, tinh linh đất nặng đó đi đâu rồi ha? Dùng nó để nặng vật thì vật nó sẽ sốt dậy đó. Hả? Âm thanh gì vậy? Hả? Không rồi. Hiếu, tại sao em lại nói dối? Em cũng không biết, có thể là do em vừa nói để xong, bản thân lại phạm lỗi giống như vậy. Hiếu, làm người phải thành thật, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm. Em biết sai rồi. Bạn là ai? Dương Dương, em làm bể cái chén rồi kìa. Dương Dương, sao em có thể trợn mắt nói dối như vậy chứ? Chính mắt anh nhìn thấy mà. Vậy, chắc là khi nãy em mộng du đó. Dù sao, không phải em làm bể chén đâu. Hiếu, khi em nặng Dương Dương không thành thật, nên mới truyền cho em ấy tính cách nói dối. Quá ra chính là tại em. Không được, em nhất định phải giúp Dương Dương sửa đổi thói quen nói dối, rồi mới có thể tặng em ấy cho để làm bạn. Dương Dương, dùng đồ người cần mượn rõ. Sao em có thể lục lung tung đồ đạc trong nhà như vậy chứ? Không phải em, là bạn ấy. Em ấy không phải là người máy, làm từ tinh linh đất nặng, làm sao mà cử động được? Thật đó, anh tin em đi, không tin anh hỏi bạn ấy đi. Vậy thì anh hỏi thật đó, nếu như anh dùng tinh linh đất nặng giúp em ấy sống dậy, thì em ấy sẽ nói ra chân tướng đó. Anh hỏi đi. Mình có thể cử động được rồi. Mình có thể nói chuyện rồi. Người máy nhỏ, khi nãy em nhìn thấy ai là lục tung đồ đạc trong nhà vậy? Là bạn ấy. Không phải em. Dương Dương, phạm lỗi không đáng sợ, đứa trẻ thành thật biết nhận lỗi sẽ được tha thứ. Nhưng mà nói dối lừa người khác còn nghiêm trọng hơn là phạm lỗi. Em xin lỗi, em sai rồi. Đều tại anh,
khiến Dương Dương học được thói xấu nói dối và không hỏi tự ý lấy. Mình phải làm sao mới giúp em ấy sửa đổi được đây? Giúp em ấy sửa đổi không gấp được. Trước tiên cho em ấy mục tiêu có thể hoàn thành được đi. Dương Dương, nếu như em có thể sửa đổi, anh sẽ tặng cho em một món quà. Thật sao? Là gì vậy? Anh có thể dùng tinh linh đất nặng nặng cho em một nông trường. Như vậy thì em có nơi để chơi tự do thoải mái rồi. Wow, thật tốt quá. Nhưng mà anh có điều kiện. Em nhất định không được nói dối nữa. Dương Dương, anh tin em có thể làm được. Em cũng phải tin vào chính mình đó. Nhưng em hứa với anh. Đây là gì vậy? Đây là hàng rào co giãn. Nếu Dương Dương muốn nhảy ra khỏi hàng rào thì nó sẽ tự động cao lên. Dương Dương sẽ bị ngăn lại. Hơn nữa mỗi lần có ý định nhảy ra thì sẽ có một cái hàng rào biến thành bẫy sắt cầu vồng. Như Dương Dương đã hứa sẽ không lục đục lung tung nữa rồi mà. Cái này chỉ để giám sát thôi. Yên tâm đi. Mọi người đều ngủ rồi. Thật muốn ra ngoài chơi. Chỉ cần nhảy qua hàng rào này thì mình có thể ra ngoài chơi rồi. Không được, mình đã hứa với anh Hiếu Hiếu không được ra ngoài lục tung đồ đạc chơi nữa. Nếu không nói cho anh ấy thì anh ấy sẽ không biết được. Thật phiền quá đi. Thôi bỏ đi, không chơi nữa. Mình đã hứa với Hiếu Hiếu không nói dối nữa. Cứ làm vậy đi. Dương Dương, mau dậy đi. Trời sáng rồi sao? Em đúng là đứa trẻ ngoan, nói được làm được. Bây giờ anh sẽ làm nông trường cho em. Hiếu Hiếu, tại sao anh lại khen ngợi em? Vì em nói được làm được, đương nhiên phải khen ngợi rồi. Nhưng mà anh làm sao biết em không trốn ra ngoài chơi? Đó là bởi vì... Bởi vì hàng rào xung quanh bạn có pháp lực. Nếu bạn nhảy qua đó thì nó sẽ ghi nhớ lại. Hiếu Hiếu, anh lừa em. Anh nói tin tưởng em. Thật ra anh đang nói dối. Dương Dương, em đừng tức giận. Không phải như vậy. Em nghe anh nói, anh chỉ là muốn giúp em sửa đổi lỗi lầm. Anh muốn tốt cho em thôi. Lừa người, lừa người. Anh ơi, sao em lại ở đây? Cảm ơn anh, em nghĩ thông suốt rồi. Anh nói đúng lắm. Dùng đồ người cần mượn rõ. Nếu anh không giúp em sửa đổi lỗi lầm thì sau này em sẽ càng phạm nhiều lỗi lầm hơn. Cảm ơn anh nha. Cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Anh là tấm gương tốt của em. Chuyện này không sai. Biết sai mà sửa chính là đứa trẻ ngoan. Anh ơi, em nghe Tiểu Sủng Ca nói anh muốn tặng em một chú dê con rất dễ thương. Anh tính khi nào tặng cho em vậy? Cái đó, nhanh thôi. Bây giờ em ấy có chút vấn đề. Đợi anh sửa xong rồi sẽ đưa cho em nha. Em ấy bị làm sao vậy? Em ấy ngã tới nỗi bị hỏng cả đầu óc rồi. Anh ơi, chính là con dê đó hả? Hiếu Hiếu, anh lại dám trợn mắt nói dối sao? Rõ ràng anh lừa em, vậy mà lại đổ thừa cho em. Những gì em ấy nói là thật sao? Là thật đó. Khuyên người khác mà bản thân còn chưa làm được. Anh ơi, anh thật làm em thất vọng quá. Em sẽ không tin anh nữa đâu. Để Dương Dương, anh xin lỗi. Anh không nên nói dối. Hiếu Hiếu, cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Nhưng dù lời khuyên đó có qua lệ thế nào đi nữa cũng không hữu ích bằng dùng hành động làm tấm gương. Nếu em muốn chữa cho Dương Dương và giảng hồi lại sự tin tưởng của đệ thì cần phải tự mình giác ngộ. Tiểu Sủng Ca, em hiểu rồi. Em sẽ tự mình kiểm điểm, nhất định sẽ cứu được Dương Dương. Đây là cà rốt, có thể tự mình nhảy lên được. Nông trường đẹp quá, nhưng mà anh Hiếu Hiếu quên làm hàng rào rồi. Dương Dương không còn cần hàng rào nữa đâu. Anh không sợ Dương Dương nhảy ra ngoài lục tung đồ đạc lên sao? Anh tin em ấy. Em ấy từng chứng minh bản thân là một đứa trẻ thành thật giữ lời hứa. Anh khen ngợi bạn ấy như vậy, cẩn thận bạn ấy sẽ kiêu ngạo đó. Chuyện tốt thì đáng để khen ngợi. Như vậy thì sẽ càng có nhiều người hiểu được giá trị của điều thiện. Anh tin tưởng Dương Dương. Dương Dương, đây là nông trường mà anh hứa sẽ tặng em. Đừng coi thường nó nha. Nó là dùng tinh linh đất nặng nặng thành đó. Nông trường, hãy biến nó cho Dương Dương đi. Dương Dương, trong đó chơi vui lắm. Cùng tới chơi đi. Không hay
rồi. Du Du mất khống chế rồi. Em mau dùng hàng rào co giãn để nhốt em ấy lại. Nếu không để em ấy ra khỏi nông trường, không chừng đến nhà mình cũng bị em ấy dỡ bỏ đó. Không được, em không thể đối xử với em ấy như vậy được. Cuối cùng em đã hiểu ra, người tạo nên cục diện ngày hôm nay chính là em, không phải là em ấy. Xin lỗi, là anh sai rồi. Em có thể tha thứ cho anh được không? Để mình mở cho bạn xem một đoạn phim. Nhưng mà anh Hiếu Hiếu quên làm hàng rào rồi. Dương Dương không còn cần hàng rào nữa đâu. Anh không sợ Dương Dương nhảy ra ngoài lục tung đồ đạc lên sao? Anh tin em ấy. Em ấy đã từng chứng minh bản thân là một đứa trẻ thành thật, giữ lời hứa. Anh khen ngợi bạn ấy như vậy, cẩn thận bạn ấy kiêu ngạo. Chuyện tốt thì đáng để khen ngợi. Như vậy sẽ càng có nhiều người hiểu được giá trị của điều thiện. Anh tin tưởng Dương Dương. Hiếu Hiếu, thật tốt quá, em quay lại rồi. Các bạn nhỏ thân mến, cùng khuyên thiện, cùng lập đức nói với chúng ta. Bạn bè phạm lỗi nhất định phải khuyên nhủ họ, như vậy mới có thể khiến hai người cùng tiến bộ. Nhưng nhất định phải chú ý phương pháp khuyên nhủ, không được làm tổn thương tình cảm của người khác. Mà cách khuyên nhủ tốt nhất là lấy mình làm gương, như vậy có hiệu quả hơn bất kỳ lời khuyên dễ nghe nào. Nhất định phải nhớ kỹ đó. Nam mô A Di Đà Phật.